Vâng, thì chắc là đầu tiên cái năng xin chào Linh Mục Nguyễn Đình Thục của giáo xứ Sông Ngọc. Xin Linh Mục cho biết là trong cái ngày hôm nay đó thì được biết là khoảng mấy trăm giáo dân của giáo xứ Sông Ngọc đã được Linh Mục dẫn đi để mà gửi đơn kiện công ty Formosa, là cái công ty mà đã gây ra ô nhiễm môi trường ở vùng biển miền Trung. Thì Linh Mục có thể nói tóm tắt, kể sơ qua cái ngày hôm nay, hành trình của bà con diễn ra như thế nào ạ? Chị khánh an cho anh thính giả của đài VOA chị. Hành trình đi kiện Formosa của bà con bà xã Quỳnh Ngọc, rồi Sơn Hải, Quỳnh Thọ của huyện Quỳnh Lưu. Ngày hôm nay buổi sáng ngày mai buổi sáng thì là mấy chiếc xe mà chúng tôi thuê từ mấy hôm trước ngày qua đến thì bị ngăn chặn, và sáng hôm nay đến thì họ tiếp tục ngăn chặn và làm cho mấy chiếc xe không đến được để chở chúng tôi đi. Thì chúng tôi đã phải huy động xe máy để đi. Tuy nhiên thì xe máy không có đủ thì chúng tôi một số trong bà con giáo dân phải đi bộ. Vâng, Và giáo xứ hình như là cũng đã thuê xe để mà chở bà con đi ạ. chúng tôi đã thuê xe từ một thời gian lâu từ trước, nhưng mà đến ngày qua thì khi mà xe tập kết về giáo xứ để buổi sáng ngày mai đi sớm thì họ đã chặn xe lại và không cho xe đi về giáo xứ Sông Ngọc. Buổi sáng mai họ tiếp tục nỗ lực thêm lần nữa nhưng mà đều thất bại vì công an rất là đông, họ ngăn và không cho chúng tôi có xe để chúng tôi đi kiếm, nên chúng tôi phải đi xe máy, và xe máy không đủ thì bà con đã kiên quyết đi bộ. Vâng, cho Thế cái nên có thể tôi cho biết là cái đoạn đường mà từ giáo xứ mà đi đến nơi mà nộp đơn kiện là bao xa không ạ? đoạn đường từ giáo xứ nơi cái địa bàn của chúng tôi ở mà đến tòa án thì anh là 175 cây số. Mà bà con là quyết tâm là đi bộ. Bà con họ rất là quyết tâm, cho nên khi mà không có đủ xe thì họ quyết tâm đi bộ. Và khi đi lên đến đường 1 thì chúng tôi đã gặp anh Hải, phó chủ tịch tỉnh Nghệ An. Chúng tôi nói chuyện thì anh đã cho chúng tôi được thuê một chiếc xe, nghĩa là cái chiếc xe em mà chúng tôi đã thuê từ lâu nhưng mà họ ngăn lại buổi sáng, thì anh để cho cái chiếc xe đó để chở chúng tôi đi. Nhưng mà một chiếc xe không đủ, đang Đoàn là còn có bao nhiêu người thưa cha? có chừng 100 người đi bộ mà một chiếc xe chở được 30 người, còn 70 người đi bộ. 70 người này thì chúng tôi nói là bà con bây giờ được rất xa bà con về, nhưng mà họ bảo là họ kiên quyết không về. Lý do là họ chờ cái ngày này rất là lâu để họ đi kiện, để họ đòi cái quyền lợi chính đáng của họ mà bị không có xa gây thiệt hại. Thì chúng tôi đi bộ đến buổi sáng mai chúng tôi đi thì thấy mọi chuyện cũng tốt đẹp, đành rằng là chính quyền họ cũng có cái khó khăn ít nhiều nhưng mà không đến nỗi nào, và họ đã để cho chúng tôi đi vào đến nơi giáo xứ Yên Lý, được địa bàn huyện Diễn Châu. Chúng tôi vào để ăn trưa đó, xong xuôi chúng tôi cái xe mà buổi sáng công an cho đi cùng với chúng tôi thì được lệnh là phải quay trở về, không được chở mà còn đi nữa. Thì chúng tôi đã đi thuê một chiếc xe khác ở nơi chùa giáo xứ Yên Lý để chở bà con đi, và tiếp tục đi thì chúng tôi đi đến Diễn Châu, ở đoạn Diễn Hồng để trạm năm. Thì lực lượng cảnh sát cơ động rồi công an giao thông và an ninh mặc thường phục rất là đông,
chắc là phải đến chừng khoảng mấy trăm người, khoảng vài ba trăm người gì đó hả, cả nghìn á. Dạ, rất là đông, người ta di trú là chẳng phải 700-800, 1.000 gì đó, cả cảnh sát, cả an ninh hả, họ đông hơn cả giáo dân tôi đi nữa, rất là đông. Họ đã họ ngăn thì trước tiên là họ đến họ tấn công tôi và họ đánh được rồi. Cái người mà tấn công linh mục là mặc sắc phục hay là thường phục? Tức là họ đã thương phục nhưng mà họ tấn công tôi ngay trước mặt cái ông giám đốc công an của tỉnh Nghệ An. Tức là khi Vâng. mà tôi đến nơi thì thấy là cái anh sử, anh làm ban tôn giáo, anh đến thì tôi biết anh ở trước đây rồi, thì anh sử anh giới thiệu với tôi là đây anh Cầu là anh giám đốc công an, thì tôi đến tôi bắt tay anh, thì anh cũng anh Cầu anh cũng giơ tay ra anh bắt. Thì tôi đang đứng với anh Cầu mà một nhóm mà an ninh mà thường phục nó đến nó tấn công tôi, nó đập tôi ngay trước mặt cái cầu mà anh ấy cứ để cho nó đánh đập vậy. Thì khi bà con thấy mà an ninh đánh đập tôi thì họ vào và họ giải cứu, họ đưa tôi ra. Thì nhân cái lúc mà bà con không đề phòng thì an ninh họ đã đến, họ bắt những người làm truyền thông, Vâng. họ cho lên xe và họ chở đi, và những người đó bị đánh đập. Dạ, rồi mấy cái chiếc xe con, chiếc xe của tôi và một vài chiếc xe khác đều là họ kéo đi, và sau đó thì họ đã tạo ra một cái hiện trường giả bằng cách là họ cho an ninh mặc thường phục ném công an. Rồi Vâng. thì không biết là về phía người dân có ai mà ném theo hay không thì không biết, nhưng mà Vâng. sau đó Tại thì sao lại họ đã, ném vào công an ạ, không phải ném vào người dân ạ? tức là cái bài của chính quyền cộng sản lâu nay đó, nó dùng cái bài đó từ lâu rồi, nó dùng một cách rất là quen thuộc và lì lợm mấy lần rồi, nghĩa là bây giờ để mà đánh đập một cách hợp pháp thì nó dễ dàng người dân đánh đập vì công an thôi, nhưng mà nó mặc thường phục và nó dễ dàng dân nó ném vào công an, Vâng. nó ném vào công an trước, và sau đó thì công an tấn công lại, nhưng mà không phải tấn công mấy người đó mà tấn công tất cả những người dân. Giống như chúng tôi buổi chiều hôm nay khi mà chúng tôi đang ngồi đọc kinh ở đâu này thì chúng tôi có biết gì đâu mà họ tấn công lại những người mà ném ra họ, thì họ lại là không 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 biết là họ có bắt những con người đó hay không, nhưng mà thấy là họ đem pháo pháo rồi đàn cây họ là ném ở ngay nơi cái khu vực mà chúng tôi đang ngồi để đọc kinh, mà sau đó thì họ bắt người và họ đánh đập một cách tàn nhẫn, họ đánh đập mà bây giờ có người là bị tôi vừa được nghe bác sĩ bảo rằng là bị nẹ một nẹ xương sống rồi, có người là bị gãy cả hàm răng, 4-5 chiếc răng ở bên trước cửa, và rách rách đầu rồi rách mặt, và rách, gọi là không thể tưởng tượng được cái sự tàn ác của cái công an Việt Nam, của cái bọn an ninh và bọn cảnh sát cơ động nó độc ác đến cái mức độ như thế. Vâng. Cũng không biết là nó có phải người nữa hay không nữa, mà nó đánh đập đập một người ta đến một cách tàn nhẫn như thế, mà Vâng. đâu khi người ta không có một cái vũ khí nào để mà chống lại, mà Vâng có. người người dân thì không có một cái tội gì hết, mà tại sao mà nó ác độc mà nó đánh đập người dân như thế, đánh đập người dân bị thương rất là nhiều và rất là nặng. Có khoảng bao nhiêu người bị thương ạ? À, hiện nay thì tôi chưa có con số chính thức, nhưng mà vừa nặng vừa nhẹ chắc là cũng phải đến chừng 30-40 có đây không? Từ khoảng 30-30 người. Vâng. Còn những bạn mà làm truyền thông mà Linh Mục nói rằng là đã bị bắt đưa đi đó thì đã được thả ra chưa ạ? Nó thả phần đa là bởi vì khi mà làm việc với lại
Bây giờ con sớm nếu bây giờ nó đã thả hết tất cả rồi, nhưng mà tài sản điện thoại và tiền bạc thì nó lấy sạch, ngay cả như túi xách hay là những cái đồ dùng khác, thì máy ảnh nó lấy sạch và nó chẳng có trả lại. Vâng, và các bạn mà làm truyền thông đó thì không biết là có bạn nào sẵn sàng để mà cho biết rằng là có bạn nào hiện nay mà đang ở cùng với Linh Mục mà đã bị công an đưa đi chưa ạ? Hiện nay có ở đó không ạ? Ở đây cũng có như là Hoàng Bình rồi anh Tuấn cũng Vâng. là những người bị bắt và bị bắt mãi cho đến buổi chập tối đây họ mới thả ra. Vâng, Còn khi mà bị bắt như vậy thì họ đưa các bạn đi đâu và họ có tra hỏi gì không ạ? Rồi tại sao họ lại thả ra? trường hợp của Hoàng Bình và của anh Tuấn thì rất là may mắn, đó là ngồi trong cái chiếc xe của tôi, và trong cái chiếc xe đó thì có một số đàn bà và các nữ tú. Thì khi họ cậu cái chiếc xe của tôi lên trên cái xe của họ và đưa vào đồn, thì tài xế của chiếc xe đã khóa cửa trong lại và nhất thiết là không mở cái cánh cửa. Và ở bên trong thì Hoàng Bình rất là khôn ngoan, anh làm truyền thông, anh quay slide chính, thành ra là họ không có dám đập cửa để mà tấn công, bởi vì cái chiếc xe đó là chiếc xe của tôi, thì chắc là họ cũng có phần e dè. Và nữa là trong xe thì là có cả phụ nữ, nhiều người là phụ nữ, thì sau cùng do cái sức ép về các linh mục thì họ đã thả ra và không bị đập. Còn tất cả những anh em làm truyền thông khác thì họ đập một cách tàn nhẫn. Tại sao mà đoàn giáo dân của giáo xứ Sông Ngọc cũng như các giáo xứ khác ở Nghệ An lại chọn cái cách là đi trực tiếp lên đến Kỳ Anh để mà gửi đơn kiện mà không gửi gián tiếp như là qua bưu điện hay là Trước đây thì tôi đã gửi cái đơn ra chính phủ và Quốc hội để yêu cầu họ phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi, nhưng mà họ không có trả lời cái thư của chúng tôi, cái đơn đơn thư của chúng tôi. Cho nên là bây giờ chúng tôi chọn cái phương pháp này, là họ không có một cách nào để mà họ chối rằng là họ không nhận nhận được đơn hay là lý do nào khác. vâng, những cái người mà ở giáo xứ của cha đó thì cái thiệt hại so sánh với lại những nạn nhân mà trực tiếp được chính phủ công nhận là được chính quyền Việt Nam công nhận ở bốn tỉnh đó thì như thế nào ạ? Vì hiện Thực nay ra được thì biết là chính quyền chỉ công nhận những nạn nhân của bốn tỉnh là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế. Còn những người mà ở Nghệ An thì không được xếp vào trong danh sách những cái nạn nhân mà bị chịu thiệt hại trực tiếp từ Formosa. Thì theo cha là cái người mà ở tại địa phương đó thì cha thấy rằng là cái thiệt hại của họ so sánh với những nạn nhân trực tiếp đó thì như thế nào? chúng tôi biết rằng là cái thiệt hại của chúng tôi là rất là lớn. Ví dụ trong giáo xứ của chúng tôi, người dân phải bán đi mất 18 chiếc thuyền, vì đang đạt một giai đoạn dài họ không đi thuyền được, mà những chiếc thuyền họ phải nợ để mua thì họ đã phải bán đi để họ lấy tiền mà chi trả nợ nần. 18 chiếc thuyền thì ảnh hưởng đến rất là nhiều gia đình. Mỗi chiếc thuyền như vậy có 10 người đi biển, và có chừng 10 người cổ phần trong chiếc thuyền nữa, là có chừng 20 gia đình. Mà 18 chiếc thuyền nhân lên thì biết là cái số lượng cũng khá là đông gia đình là bị ảnh hưởng. Ngoài ra những người tuy là không bán thuyền nhưng mà họ không có được cái thu nhập giống như trước đây, nghĩa là đi biển thì kém mà giá cả thì lại rất là rẻ. Ngoài ra những người làm những công việc có liên quan, chẳng hạn như là đan lưới rồi nước mắm rồi bán cá rồi bán đá để ướp cá, và đó thì nhiều cái ngành nghề khác liên quan đến cái nghề biển, cho nên là sự thiệt hại đối với chúng tôi là rất lớn. Vâng, có một số người nói rằng là
Linh mục mà tham gia vào những cái vụ như thế này đó thì chắc chắn là sẽ có những cái sẽ chịu một số những cái hậu quả nào đó. Và cũng có một số người nói rằng là linh mục thì lo chuyện ở trong nhà thờ, còn chuyện mà ở ngoài xã hội như là ô nhiễm môi trường thì đã có chính quyền lo lắng. Thế thì tại sao linh mục lại quyết định là tham gia vào trong cái vụ kiện này, mà một cái vụ kiện mà có thể thấy rằng là cái phía thiệt hại trước mắt là khá là lớn ạ? Thì cái luận điệu của cộng sản thì nó nói như vậy, nhưng mà chúng tôi là chủ chăn, chúng tôi là người cha ra một cộng đoàn, thì chúng tôi không chỉ quan tâm đến cái đời sống tâm linh mà chúng tôi còn quan tâm đến cả cái đời sống xã hội, đời sống vật chất của bà con. Khi thấy người dân bị thiệt hại nặng nề như thế mà cái tiếng nói của họ thì không được chính quyền quan tâm, họ thấp cổ bé miệng, thì chính chúng tôi là những người có hiểu biết hơn thì chúng tôi hướng dẫn cho họ để họ nhận thấy được cái thiệt hại và cái cách thức để đấu tranh, thì chúng tôi giúp đỡ và đồng hành với họ trong cái công việc này. Chúng tôi cảm thấy đó là cái trách nhiệm, cái bổn phận của một vị chủ dân trong cộng đoàn, đó là đối với người giáo dân của mình. Ngoài ra nữa là một con dân của một tổ quốc, thì chúng tôi thấy được là cái tầm ảnh hưởng của Phúc Mô Sa không chỉ ảnh hưởng riêng đến người dân của chúng tôi mà đến cả dân tộc, và không phải một thế hệ mà tương lai lâu dài, thì chúng tôi góp một phần để mà giúp cho cái đất nước của chúng ta, các nạn nhân khác của Phúc Mô Sa. Cho nên việc làm của chúng tôi cảm thấy rằng là chúng tôi là nên làm, và với tư cách một công dân thì chúng tôi cảm thấy như mình có trách nhiệm phải thực hiện, phải làm cái công việc này. Vâng, lúc nãy khi mà Khánh An được dịp nói chuyện với một người vợ của một ngư dân ở trong đoàn đi kiện đó, thì cô có cho biết rằng là dù có bị đánh đập, có chết đi nữa thì cô vẫn cứ quyết tâm đi khởi kiện Formosa để đòi lại sự thật và đòi lại công lý. Thế thì linh mục đó thì khi mà hướng dẫn một đoàn như thế thì có e ngại rằng là những cái thiệt hại mà về vật chất là một chuyện, nhưng mà có những cái thiệt hại mà có thể là cái số người bị thương vong như thế thì có nên cân nhắc là có một cái phương pháp nào đó để mà đòi lại cái công bằng tốt hơn không ạ? Tôi làm việc với tư cách là thành viên của cả một cái ban gọi là ban hỗ trợ các nạn nhân ô nhiễm biển giáo phận Vinh. Trong ban đó thì có 13 linh mục thành viên, cho nên cái việc làm của chúng tôi đang thực hiện đây là làm đúng với những gì mà chúng tôi đã bàn bạc và thực hiện. Còn cái bước tiếp theo thì chúng tôi còn tham khảo ý kiến của các thành viên khác trong ban. Vâng, và có một số nạn nhân ở cái khu vực Hà Tĩnh mà bị thiệt hại đó, họ nói rằng là họ mặc dù được đền bù, thế nhưng mà họ vẫn muốn là công ty Formosa phải bị đưa ra khỏi Việt Nam, nghĩa là không được tiếp tục hoạt động ở tại Việt Nam nữa. Thì cái này có phải là cái một trong những cái mục tiêu của đoàn đi khởi kiện từ trong giáo xứ của Linh Mục không ạ? Trong cái đơn kiện của chúng tôi thì chúng tôi yêu cầu họ phải đền trả bồi thường cho chúng tôi một cách thỏa đáng theo cái mức độ thiệt hại mà chúng tôi kê khai đơn. Nhưng mà cái mục tiêu đấu tranh của chúng tôi thì không phải chỉ có cái việc đi kiện đấy, mà chúng tôi còn thực hiện nhiều cái chương trình khác. Chẳng hạn như chúng tôi đang thực hiện chiến dịch 150.000 chữ ký để yêu cầu Đài Loan và Liên Hiệp Quốc quan tâm can thiệp. Rồi trước đây chúng tôi cũng thực hiện những công việc khác, chẳng hạn như tôi đã sang Đài Loan để gặp Quốc hội Đài Loan, rồi các vị dân biểu, các luật sư, các tổ chức dân sự để mà yêu cầu họ phải phải can
thiệt trong cái vấn đề công ty Formosa là công ty của Đài Loan gây ra thiệt hại ở nơi đất nước Việt Nam của chúng tôi. Thì trong những cái mục tiêu mà chúng tôi đưa ra để mà đấu tranh về vấn đề Formosa đó là nếu như mà họ không thực hiện được những cái yêu cầu của chúng tôi thì họ phải cút ra khỏi Việt Nam. Vâng. Và chắc là câu hỏi cuối cùng dành cho Linh Mục ạ. Hiện nay thì xin Linh Mục cho biết là giáo dân hiện nay đang trú ngụ tại đâu và kế hoạch ngày mai thì sẽ là như thế nào ạ? Hiện nay chúng tôi đang nghĩ đến tại một giáo sư Đồng Tháp, giáo sư ở gần nơi xảy ra cái vụ đàn áp buổi chiều hôm nay, và chúng tôi đến đây đã được cha quản sư cũng như là bà con đón tiếp chúng tôi một cách rất là nhiệt tình. Chúng tôi ăn uống rồi chúng tôi đã cử hành châu thắp nến cầu nguyện cho các nạn nhân cũng như là cho công cuộc đấu tranh của chúng tôi. Và bây giờ thì bà con ở trong giáo xứ họ đã đến để mời bà con của giáo dân ở ngoài kia đến đây để đến các gia đình của họ mà nghỉ đêm. Ngày mai thì chúng tôi đến lúc này thì nói tức là chúng tôi đang chờ cái ý kiến của ban, chúng tôi sẽ bàn bạc để xem thử chúng tôi để làm như thế nào, chúng tôi quyết định sau. Vâng. Vâng, và cũng cảm ơn Linh Mục đã dành thời gian cho đài VOA ạ. Cảm ơn chị, cảm ơn các khán giả đã lắng nghe và xin mọi người giúp đỡ chúng tôi cách này cách khác, và nhất là xin hiệp thông công quyền cho chúng tôi và cho Tổ quốc Việt Nam. Vâng.